gần đây thì Trang nói thêm, ngay cả nhân dịp bác hỏi thì trong Nu-Skin và Monarch có một sản phẩm gọi là Eye Formula. Nếu như bình thường mình dùng thì mình có thể dùng Omega 3, nhưng nếu mà mắt của mình có vấn đề á thì mình nên dùng cái Eye Formula. Eye Formula là một công thức của Nu-Skin và Monarch, họ đã nghiên cứu ra và đưa những cái thằng những cái hoạt chất vào rất là tốt cho mắt. Chẳng hạn như là có chất zeaxanthin và những cái beta carotene là những chất toàn bộ tốt cho mắt. Và riêng bản thân Trang đã trải nghiệm cái Eye Formula đó từ một người dì của mình. Tức là dì Trang bị cườm, là giống như bác nói là bị mắt mà thấy con ruồi bay qua lại đó, thì dì đã có chỉ định mổ ở bệnh viện mắt. Nhưng mà do lớn tuổi cũng rất là ngại cái vấn đề phẫu thuật. Nhưng mà sau đó thì Trang đã tìm hiểu qua những Nu-Skin Phật Manex và có niềm tin nên đặt cái Eye Formula cho dì dùng. Thì rõ ràng chỉ sau 2 hũ thôi, mắt của dì cải thiện hẳn và bây giờ vẫn duy trì uống chứ không cần phải phẫu thuật nữa. Dạ, yeah, cái